liêu cao quá cái người ta cắt nó bớt, cái nó ra giống như nhãn, nhãn quế của mình vậy đó, đôn nó lại. Đông dày đặc thấy không, trên đảo mà nó dày đặc người luôn mà. Đảo Sicily thì nó nhiều cái chủng tộc lắm nha. Hồi xưa tới đây mà là đánh chiếm á, cho nên nhiều quốc gia đến đây lắm, cho nên họ cũng có rất là nhiều ngôn ngữ, thổ ngữ. Cho nên họ đa dạng sắc tộc. Italy is very known. I think today something festa, religious festa thing. Ở đa dạng sắc tộc nha, cho nên người ta đủ màu sắc, đủ màu da hết á, màu tóc, màu mắt, màu da họ khác nhau nhiều lắm. Cho nên nhiều khi họ không có nhận họ là người Ý đâu. Họ nói họ là người Sicilia. Cho nên họ nhìn qua bên kia eo biển, họ cứ nói ở bên đó, bên eo biển bên kia là Italia, Italy. Còn Sicily này không phải là Italy. Giáo là nó chiếm 95% rồi đó. Cho nên nhà thờ khắp mọi nơi. À, đường trên đảo thấy ghê không? Lên dốc xuống dốc, đèo đường quằn quèo. Đầu mình không có thích ăn ô liu, ăn sau bị ghiền, mà ô liu không có ăn nhiều được. Cái ô liu mà người ta làm ô liu màu đen rồi đó thì ăn có thể ăn nhiều được. Cái nông thôn ta nhà cũng dày đặc ha. Cái đảo Sicily thì nó đông dân nhất địa Trung Hải mà, 6 triệu dân luôn. 6 triệu dân. Đó, nó nằm trên cái sườn núi lửa ha. Có cái nhà dốc dưới đó nằm trên cái sườn. Ở dưới kia là biển. Chân núi để người ta trồng trọt, người ta chăn nuôi. Biết là họ cũng quen với núi lửa nó phun rồi, núi lửa nó nổ bùm bùm họ cũng ung dung à, họ không có sợ gì chăng á. Đó, hay mấy cái vách núi à.
sừng sững thì họ vẫn cất nhà bình thường. Anh nói sừng sững ha. Remember one time in Ho Chi Minh. Ở dưới là biển ha. Cao quá, nó có những cái chỗ nó cao quá, nhiều khi mình không dám nhìn xuống luôn đó. Lúc lai như Messina vậy. Lúc lai như mà Rome, Messina, mà Serra. Vậy không? Cao. Cao mà không dám nhìn xuống luôn là biết rồi đó. Chạy lên dốc mà chiếc xe nó dựng đứng lên luôn là hiểu. Santa Marina. Maybe traffic light. Không được nè, hôm nay nhiều xe dữ ta. Đợi đèn giao thông hả? How many seconds? Chờ cái đèn đỏ nó lâu quá tải. No, no, she the island side. No, no. I lost. Sicily này là hồi xưa là cái vùng thủ phủ của mấy ông trùm. Người ta cất nhà trên cái sườn vách núi. Sicily nó phát triển như thế nào? Ta tự nhiên nha, ta thay đồ bất cứ mọi nơi. Đông ghê không? Ừ, ở đây không có chỗ đậu xe cho nên người ta đậu xe dưới đường không à. Làm cho cái đường nó hẹp lại.
đây mà đi đi xe nhỏ nhỏ cũng tiện lợi lắm, răng quẹo đủ thứ được, trở đầu rồi. Io tanto al restaurant per mangiare pesce. Ah, sei lì a Desi? Sempre with Sebi. When? Very long time. Nó giống như là cái vịnh vậy nha. Anh du khách đến đây đi bộ nè. Nó có những cái hòn đảo nhỏ nhỏ, mấy cái hòn nhỏ đó. Đây là nhà hàng hải sản không nha. Cà phê rồi nè. One day go cafe mattina. Đây có biểu tượng động không? Oh, rowdy. Này đông quá, đông chắc đi về quá. Không có chỗ đậu xe. No stop. Tanto people. Tanto people. Un coso de very good. Sì. Ora de come here. Probably go through. Đông quá, đông sao hôm nay chủ nhật. Cuối tuần. Nhà hàng không nha, đây không lịch kìa chồng. Đông quá mình không có vô, mình chỉ ngồi trên xe thôi, là ngày khác đi. Hôm nay người ta đánh bắt rồi luôn nè. Mình vô thôi. Sarah hả? Đánh bắt rồi vô đây người ta cập cảng ở đây luôn rồi. Đó lên đó nó có mấy cái hòn đảo nhỏ nhỏ, nó có mấy ngôi nhà nữa. Ở đây người ta cho thuê du thuyền chạy vòng vòng luôn nữa. Thôi quá đông rồi, đi về. Để bữa nào tới đó, quay cho các bạn coi. Trồng dừa kiển nhiều ghê nha. Giống như Việt Nam mình nhập về hồi mà lúc mới đầu á, cách đây chục không mười mấy 20 năm rồi. Nhập ba cái cây dừa kiển về. Ở đây ta trồng dừa kiển. Trồng chai dừa sim đi, có nước uống, có trái ăn không trồng. Toàn là trồng làm kiển không mà ngộ này chứ. Chú cũng chú giả, nó ba cái chú pháo á. Chứ không trồng chú sim, chú giả, chú cao rồi ăn. Nó trồng chơi không, nó trồng ăn ngộ thiệt chứ. Họ ăn thì họ nhập khẩu. Đi chỗ nào cũng đông đúc hết trơn. Hôm nay ngày gì xui xẻo quá. Mở cái cửa xe nó đụng vô cái mỏ chảy máu. Ra đường thì đông đúc. Bến cảng nhỏ nhỏ, mấy
cái tàu thuyền đánh bắt nó vô nó neo đậu. Đông đúc ghê không? Yeah, to be vegan, there is a very good Manta. Seafood restaurant. Oh, really? Yeah, dope. One time, whatever. And remember everywhere. Alaha. No, yeah, but I want to say, don't be there. Nó đông như kiến, giống như Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh mà giờ cao điểm vậy đó. Nó thấy nhà cửa đường phố không? Đông đúc chằng chịt, xe cộ thì đông đúc.